mình bắt đầu nhá. Let's go. Trong quá trình học này thì các em hãy comment đáp án thật nhiều xuống để mà chúng ta cùng có thể học hỏi với nhau nhiều hơn. 192 bạn rồi. Các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Xe lại về tường không thể ẩn. Rồi ok, mình bắt đầu học. Nhớ comment đáp án xuống dưới, thầy sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên. 209 bạn. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Nào, ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Ok, thầy lúc nào cũng hết sức vì các em luôn. Chào Thu Vân, chào Nguyễn Kiều Loan. Nào, ở điều kiện thường kim loại nào? An Quyên hay An Quyên xe lại về tường, xe vào trong nhóm của các em giúp thầy nhá. Nguyễn Phương Anh cũng vậy nhá. Hai bạn là học sinh đã từng offline của thầy. Ok, câu cuối dài tí thì cân hết. Nào, thầy cân tim mà. Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Nào, chưa thấy bạn nào comment đáp án luôn. 1B Đặng Hiếu bạn comment đầu tiên. 1B. Nào, thầy đọc tên ba bạn thôi. Ba bạn sẽ xứng danh Puppy Puppy. Ok, 41B rất tốt. Tiếp tục An Quyên 41B rất tốt, chính xác. Thủy Ngân tồn tại điều kiện thường trạng thái lỏng. Mình sang tiếp tục câu 42 nhá. Câu 42, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Phạm Chu Hải Hà tác tất cả các bạn lớp A1 vào đây nhá. Jolly Phương vậy, giúp thầy xe và tác tất cả các bạn vào đây. Nào, 42 kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 42 kim loại nào sau đây kim loại kiềm? Vẫn đang là 41, sang 42 thì các em giúp thầy. 248 bạn đang theo dõi video livestream này, xe lại về tường, tác tất cả các bạn vào trong video livestream này. Đây là video livestream thầy chữa đề tham khảo, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thầy chữa full 40 câu luôn, cực kỳ chất, rất ít thầy có thể làm được điều này. Ok, thầy hy sinh không đi bão đấy. Nguyễn Thanh Tùng 42A, cá con 42A, còn một bạn nữa. Chúng ta xem nhá, kim loại nào sau đây. Nguyễn Thế Khải 42A rất tốt, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kiềm thì có lâu nay không rảnh chơi phây. TT, natri, kali đúng không? Vậy ta có natri là kim loại kiềm, đáp án đúng đáp án A. Mình tiếp tục sang câu 43 nào. 288 bạn rồi, các em xe làm sao cho hôm nay được 1000 xe, lên được tầm 500 bạn thì chắc chắn thầy sẽ like 2 buổi trên tuần cho tất cả các bạn và các em. Cùng học thầy, các em biết học thầy cực kỳ chất. Câu 43, chất bột X màu đen. Chất bột X màu đen có khả năng hấp thụ tất cả các khí độc nên được dùng trong nhiều mặt nạ phòng độc. Nào 43 đáp án nào nào. Thầy chỉ đọc tên ba bạn nào comment trả lời đúng và nhanh nhất thôi. Các em giúp thầy tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này và share lại về tường, bởi vì không kết thúc buổi share này thầy sẽ ẩn video livestream lại, bởi vì đề nó rất là kinh. Đề rất là hay. Nào 301 bạn rồi, xe lại về tường nhanh lên, thầy đang chờ đợi đáp án câu 43. Chất bột màu đen có khả năng hấp thụ các khí độc, được dùng nhiều trong mặt nạ. Đây là một câu của kiến thức lớp 11. 43 Đặng Hiếu C rất tốt. Tiếp tục đi. An Quyên C, Đặng Công Danh C rất tốt. Ở đây ta có chất bột màu đen, chúng ta màu đen hấp thụ các khí độc thì chắc chắn là dùng trong mặt nạ phòng độc, nó là than hoạt tính. Đáp án đúng đáp án C. 302 bạn đang theo dõi video livestream thầy rồi. Các em nhanh tay giúp thầy xe video livestream. Có một bạn là bạn Nguyễn Văn Cừ hỏi thầy là đã chữa đề minh họa chưa, thầy đang không inbox được cho bạn ấy. Các em giúp thầy tắt thấy nhiều bạn còn không biết là thầy đã chữa hay chưa đấy. Các em giúp thầy xe lại về tường và tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Câu 44, etin propionat là một câu về ST chương trình lớp 12. Nào khẩn trương nào. 44 đáp án gì? An Quyên 44 đáp án B, Thu Vân B, cá con B rất tốt. Etin propionat, vậy đuôi nổi đuôi etin, xe A5, xe A5. Thằng này xe 3 vứt, thằng này xe 3 vứt, vậy chắc chắn nó là xe A5 rồi. Propionat, propionat phải là 3 carbon, 1, 2, 3, phải đáp án đúng chúng ta đáp án B, bò. Sang câu 45 nào. 313 bạn đang theo dõi rồi, các em nhanh tay xe lại về tường kẻo thầy ẩn xe. Thầy ẩn live stream, bởi vì hôm nay sau khi mà thầy live stream xong thầy sẽ ẩn. Đề này rất là chất nên là có khá nhiều người sẽ copy của thầy, và như vậy thì thầy sẽ không thích một tẹo nào bởi vì không ghi tên thầy lại. Nên là thầy sẽ ẩn đấy. Các em cần xe lại về tường thì các em mới có cái nội dung của em học liệu để học tập. Câu 45, Thu Vân 45A. Mới có một bạn Thu Vân 45A, nó còn chưa bạn nào comment được nữa. Thầy đang chờ đợi câu 45 nào. 44 rồi, 44B rất tốt. Chào mừng tất cả các bạn đã comment ra câu 41. Phạm Trung Anh B. 45 cơ, 45 đáp án gì? 45 đây thầy thấy cả 45A, Đặng Công Danh là A rồi. Mình cùng xem nhá. Trinh xe lại về tường nhá. Tô Minh Ánh 45A, ok. Màu nâu đỏ, thằng này kết tủa FEH 2 lần, kết tủa trắng xanh, CUH 2 lần, kết tủa trắng xanh, MGH 2 lần, kết tủa màu trắng. Vậy 333, một số cực kỳ đẹp luôn. FEH 3 lần, FEOH 3 lần, kết tủa màu nâu đỏ các em ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ok, mình sang câu 46 nhá. Dung dịch Alagli. Dung dịch Alagli phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Dung dịch Alagli phản ứng được dung dịch nào sau đây? 46 à. 46 đồng Thu Vân 46A rất tốt, bạn Thu Vân đã trả lời rất nhanh từ nãy đến giờ. Đồng Vi 46A. Từ từ chưa thấy một bạn nào tiếp.
Khẩn trương nào các em share lại về tường nha. Tag tất cả các bạn vào trong video livestream này. Hôm nay được 357 bạn rồi. Thầy nhắc lại 1000 share và 500 bạn cùng theo dõi thì thầy sẽ tăng buổi live thành 2 buổi trên tuần cho 2K1. Ok, ta có Sứ Phan, Poppy Poppy, tốt. Câu 46, Phùng Thanh Thư, An Quyền, dung dịch Alagly thì không thể phản ứng với muối nha. Vậy đáp án đúng đáp án A, HCl. Các em nhanh tay share lại về tường và tất cả các bạn các em vào trong video livestream này giúp thầy. 350 bạn rồi. Mình phải làm sao lên được 500, còn 150 bạn nữa. Muốn lên được 150 bạn, muốn thầy cháy hết mình với các em, muốn thầy live stream những đề chất và khủng chữa full 40 câu thì tất cả là phụ thuộc vào các em hết. Không phụ thuộc vào ai hết à. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Bạn nào comment đúng đầu tiên nào? Thầy đang chờ đợi bạn comment đầu tiên, thầy sẽ đọc tên 3 bạn. Câu 47, câu 47 đáp án gì? 47 đáp án gì nào? Thầy đang chờ đợi 47. 47 đáp án gì các em nhỉ? Các em giúp thầy share lại về tường và tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này nhá. Giúp thầy khẩn trương share về tường này, tắt tất cả các bạn của các em vào trong video livestream này để mà từ đó chúng ta có thể học giỏi bộ môn hóa hơn, để mà từ đó thật nhiều bạn biết đến thầy, để mà từ đó các bạn có thể không còn bị sợ môn hóa nữa, đúng không? Thầy là một ông thầy như vậy đấy. Ok, thì các em biết được rằng là trong quá trình học thì các em sẽ bị gặp khá nhiều thầy. Trong số các thầy thì có nhiều thầy là dạy khá là chưa chuẩn, thứ hai là đốt rất nhiều thời gian của em. Và như vậy thầy không muốn một chút nào nên thầy bắt buộc thầy phải cho dừng lớp off để mà thầy livestream với các em, để mà thầy cho các em được đến với bộ môn hóa chuẩn nhất, với những phong cách làm bài nhanh nhất và hiểu bản chất nhất. Đấy là phong cách của thầy. Nếu bạn nào mà thích chém gió thì đừng học thầy, bởi vì thầy chém gió không hay đâu. Thầy chỉ có học và thi thôi. Mình có nhôm không tan ở trong dịch nào sau đây? Nào, 47, nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? Wow, khá nhiều bạn comment đáp án đúng. Nguyễn Đức Minh, rất tốt. Nhôm không tan được, nhôm thì tan được trong NaOH, tan trong HCl, tan trong BaOH một lần, chỉ không tan được trong BaCl2 thôi. Câu 48, gần lên 400 bạn rồi. Gần lên 400 rồi, 390 bạn rồi, xe nhanh lên nữa các em. Oxit nào sau đây là oxit acid? Oxit nào sau đây là oxit acid? Câu 48, bạn Nhi Lê. Phan Văn Trường xe này về tường nhé, 402 bạn rồi. Giờ làm sao lên được 500 bạn nhỉ? 48 Nhi Lê này. Wow, các bạn nó comment quá nhanh. Oxit nào sau đây oxit acid? Mình có FeO3, Fe2O3 là oxit bazơ, FeO oxit bazơ, thằng này là oxit lưỡng tính, CrO2O3 oxit lưỡng tính, vậy CrO3 là oxit acid B. Polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây các em? Polyethylene được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Câu 49 nào? 49 thì nhìn bạn Thu Vân comment đầu tiên, Nguyễn Thư comment thứ nhì, Phạm Hiền comment thứ hai. Ok, vậy mình có polyethylene được điều chế từ ethylene và ethylene là CH2 nối đối CH2. Đấy, rất dễ đúng không các em? Nhưng mà các em đừng để bị đề này lừa nhá. Ô, đang 400 bạn sao tự nhiên lại tụt xuống này các em, như xe chậm lại rồi. Sang câu 50, thầy nhắc lại hôm nay còn 100 bạn nữa thôi. 500 bạn và 1000 xe thì thầy sẽ like cho 2K1 2 buổi trên tuần. Các em được tiếp xúc với những kiến thức cực kỳ chất của thầy. Cực kỳ chất, không chém gió, 1 tiếng 30 phút học chất lừ luôn, học chất như offline. Em nhìn thấy quân offline của thầy như nào thì các em biết như vậy. Câu 50, Nguyễn Thư comment đầu tiên, rồi đến bạn Thu Vân comment thứ hai. Câu 50 đáp án chúng ta đáp án gì nào? 50, các em comment thật nhiều đáp án mà nhé. Thầy nhìn thấy ít bạn comment đáp án lắm, cực kỳ ít. Các em giúp thầy comment thật nhiều đáp án vào để mà thầy còn biết một lần sai một lần nhớ. Dù em có làm sai không, em cũng không bị làm sao cả. Thầy sẽ đọc tên 3 bạn comment đầu tiên, và những bạn comment sai thì thầy càng vỗ tay cơ, bởi vì như vậy em đã một lần sai là một lần nhớ. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm? Nhiệt nhôm là gì? Là thằng nhôm đớp nhau với FeXOY để tạo thành Al2O3 cộng với lại sắt. Vậy thằng sắt là thằng điều chế được từ phản ứng nhiệt nhôm. Cái đề này ấy, dĩ nhiên thầy đang đẩy tốc độ lên đấy. Các em xe này về tường đi, xong tắt tất cả các bạn vào. Mình có câu 51, chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Đấy, với kinh nghiệm dạy offline cực kỳ nhiều năm của thầy thì các em biết rằng là đây, cái câu 50 là câu bị trùng trong đề thi tham khảo. Cái đề này làm hơi sơ sài các em. Đề làm hơi sơ sài thật. Câu 51 An Quyên D. An Quyên là bạn học sinh trường chuyên Thái Bình đấy. 51 Nguyễn Biên là trường Bắc Duyên Hà sao? Poppy Poppy là học sinh trường gì đó ở Hà Nội thầy không nhớ. 51 chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Mình biết ngay của glucose. Câu 52 các em cùng comment đáp án nào. Thành phần chính của đá vôi, thành phần mới được có 410 bạn thôi. Thầy nhắc lại 500 bạn và 1000 xe tối hôm nay thầy sẽ tăng cho 2K
1, 2 buổi live trên tuần. Trực chiến luôn. Ok, 52 nào. 52 đáp án nào nào. 52 An Quyên C. An Quyên lại là bạn comment đầu tiên à? Rất tốt. An Quyên hôm nay làm rất khủng đấy. 52 mới có mỗi bạn An Quyên thôi, chưa có bạn nào comment được tiếp đáp án câu 52 sau bạn An Quyên nữa. Các em comment thật nhiều vào comment đáp án và thầy xem nào. Hãy nói cho thầy biết ý kiến của em để thầy biết là em đang rỗng ở đâu, để thầy còn sắp xếp được những cái buổi live tiếp theo để giúp cho em đỡ bị rỗng. Đặng Công Danh theo dõi thầy rất là nhiều rồi, 52C rất tốt. Tiếp tục đi, Thanh Tâm 52C, mình xem nào. Thành phần chính của đá vôi là canxi carbonate, cái này quá dễ, canxi carbonate là đáp án C. Câu 53 bắt đầu có vấn đề. Kimiko Hoshi, vào đi học đi em nhá. Xe lại về tường, tác tất cả các bạn vào trong này. Tác thật nhiều vào để được 500 bạn thì thầy sẽ xe cho, thì thầy sẽ livestream cho các em. Thì thầy sẽ livestream cho các em hai buổi trên tuần. Câu 53, 6 gam sắt, chỗ này nhiều bạn bị nhầm lắm. 52, 53 cơ. Thầy đang cần đáp án câu 53. Câu 53 nào các em? Câu 53 đáp án gì? 53 đáp án gì để thầy còn giải nào? 53 rồi. 53 đáp án gì? 53. An Quyên 53B, rất tốt. An Quyên lại là người comment đầu tiên. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Phạm Hải Vân xe lại về tường tác tất cả các bạn vào đây nhá. Thầy đang chữa đề thi, thầy nhắc lại là thầy đang chữa đề thi cho team lớp 12 2K1 để thi tham khảo mà vừa chưa nãy thôi, bộ giáo dục vừa mới ra đề cho các em. Và ở đây tối nay thầy sẽ chữa full cho chúng ta 40 câu, full 40 câu nhá, thầy nhắc lại. Bạn nào mà chưa làm được thì phải nhảy vào đây. À, đây rồi. Chàng trai đẹp trai nhà thầy. An Quyên 53B, Thu Vân 53B, Trinh Vũ 53B, Nguyễn Biên 53B. Vậy mình có ở câu này ta có chú ý lưu ý số mol của đồng bằng 0,1 và số mol sắt của thầy là 6 này lớn hơn 0,1 này, vậy chắc chắn sắt dư này. Vậy thì có này. Giá trị của kim loại M thì bằng M trước cộng với delta M. Ở bài này thì có delta M thì bằng đồng phản ứng, bởi vì số mol sắt lớn hơn số mol đồng nên chỉ có đồng phản ứng bằng 0,1 nhân với, đây là phản ứng của sắt vào thì đồng ra, sắt cộng đồng 2 cộng thì tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng. Vậy thì có anh này là 56, anh này là 64, vậy là trừ 56 cộng với lại 64, vậy anh này bằng 0,8 mol các em ạ. M trước của chúng ta bằng 5 gram, bằng 6 gram cộng với delta M này tăng lên là tăng 0,8, vậy kết quả chúng ta phải bằng bao nhiêu? 6,8 cơ ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, 6,8. 53 đáp án B, rất tốt, khá nhiều bạn comment đúng, rất tốt. 53B rất tốt, cảm ơn Thu Thảo, cảm ơn Phạm Văn Trường, cảm ơn Hạ Nguyên, cảm ơn An Nam, Kẹo Bông Gòn, Thu Thảo, Kim Thạch, rất tốt. Chúng ta sang câu 54 cá con comment đầu tiên à. Kinh nhỉ. Cá con 54 vẫn là đang là bạn cá con thôi. Các em share lại về tường tác tất cả các bạn vào trong video livestream này. Như thầy nhắc lại, nếu được 1.000 share và tối hôm nay lên được 500 bạn cùng theo dõi video livestream của thầy thì chắc chắn một điều là thầy sẽ livestream cho tất cả các bạn và các em. Thầy sẽ livestream cho tất cả các bạn và các em 2K1. Không, thầy sẽ ẩn đấy. Thầy sẽ ẩn, nên là các em cần phải share lại về tường ấy và tác bảo tất cả các bạn vào trong này học luôn thôi. Câu 54 nhá, thầy có số mol OH trừ này cộng với số mol nhôm 3 cộng. Số mol nhôm 3 cộng của thầy bằng 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa là AlOH 3 lần. Số mol bằng 3,9 chia 78. 3,9 chia 78 bằng 3,9 chia 78. 0,05. 0,05. Nhưng đề bài nói giá trị lớn nhất của V. Giá trị lớn nhất của V là giá trị lớn nhất của AlOH. Vậy ta có hai cái công thức. Công thức thứ nhất là số mol của OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Vậy là bằng 3 nhân với 0,05 thì bằng 0,15. Cái thằng thứ hai là hoặc là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa. Thì ở đây ta có số mol nhôm 3 cộng của chúng ta bằng 4 nhân với 0,2 trừ đi số mol kết tủa là bằng 0,05 trừ đi 3 lần số mol kết tủa 0,15. Được chưa? Vậy ta có là 4 nhân 0,2 trừ đi 0,15 thì bằng 0,65. 0,65 mà chia cho 2 thì bằng 0, à chỗ này thầy tính nhầm rồi, trừ đi số mol kết tủa thôi, 0,05 thôi, chia cho 2 bằng, chỗ này bằng 0,05 thôi, trừ đi số mol kết tủa 0,05. Chỗ này thầy ghi nhầm một chút, các em chú ý nha. Dịu quá, sao không xe được nhiều chứ các em comment đáp án nha. 54 chúng ta, vậy kết quả chúng ta số mol OH trừ này bằng 0,75. Vậy hoàn toàn đến đây ta lấy 0,75 mà chia cho 2 thì bằng 375. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Mình sang câu 55 nào. 55 Mi Chu, ok.
thoải mái, xem lại về tương tác của các bạn vào đây nhá. Câu 55 này cho các chất sau. Các em comment thật nhiều đáp án vào mới được có 377 bạn. Làm sao lên được tầm 500 bạn đi. 500 bạn thì đang cổ vũ một con số 500. Ok, An Quyên tốt, Đinh Bạch tốt, Tách giúp thầy tác tất cả các bạn vào đây. 55A Đặng Công Danh tốt. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl mình cần biết: metinamin CH3NH2, anilin C6H5NH2. Các em biết không? Còn rất nhiều bạn trên mọi miền tổ quốc không biết đến thầy. Metinamoni clorua CH3NH3Cl, natri acetat CH3COONa. Số chất phản ứng HCl, anh này có bazơ, anh này có bazơ, anh này là muối không? Anh này có, bởi vì anh này có tính bazơ. Acid mạnh thì acid yếu, mình có 1 2 3 anh. Đáp án đúng đáp án A. À. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Rồi tiếp tục nha. Rồi tiếp tục sang mặt tiếp theo. Đề này khá là hay. Nhưng mà hay là hay về một số cái câu hay thôi, còn lại về mặt bằng chung, về phân bổ hay là về cấu trúc thì thấy là nó không ổn một chút nào. Câu 56. Câu 56 nào. Các em cùng làm câu 56 nào. Xem câu 56 đáp án gì. Ok, câu 56 đáp án gì đây? Thầy sẽ đọc tên, thầy chỉ đọc tên những bạn nào mà comment đầu tiên thôi. Đề hôm nay dĩ nhiên là mờ, các em thông cảm chút, tại vì thầy xét góc máy mãi. Huỳnh Viện 56A. 56 nào. Hãy cho thầy một đáp án. Đề này cực kỳ hot luôn. Các em xe lại về tường, tát tất cả các bạn vào trong video livestream này nha. Xe lại về tường, tát tất cả các bạn vào trong video livestream này để cùng thầy chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu cho 2K1 năm nay. Lên men đó không bắt. Lên men glucose C6H12O6, hiệu suất 50%, 0,5, thu được CO2, số mol là 0,2. Một anh glucose thì thu được 2 anh CO2 các em ạ. Và bởi vì nó thu được 2 anh CO2, 56A thì nhìn rất nhiều bạn comment. 56A Đặng Công Danh này, Cá Con này, Phương Thảo này. Mình suy ra 0,2 x 1 chia 2 bằng 0,1 nhá. Các em chú ý nhá, thuận nhân này, nghịch chia này. Vậy chia cho 0,5, 0,1 chia 0,5 thì bằng 0,2. 0,2 người ta tìm được khối lượng luôn. 0,2 x 180 thì bằng 36g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, rất tốt, rất tốt. Có rất nhiều bạn comment đúng. 56A An Quyên, Phạm Hải Vân rất tốt. Sang câu 57 nào. 57 comment đáp án cho thầy, thầy đi bật cái quạt quá. Nóng quá. Câu 57 các em cùng comment đáp án lại xem nào. 57 đáp án gì? 57 đáp án gì nhỉ? 57 đáp án gì? 57 Thu Vân 57A, Phương Dung 57A. Các em giúp thầy xe lại về tường nhá. Tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này, chúng ta cùng chữa câu 57. Chú ý ở đây là admin no đơn trước mạch thở. 57A Phương Dung tốt, Thu Vân tốt, Cá Con tốt. Ba bạn này từ nãy giờ comment rất là nhiều. No đơn chức, no là CnH2n cộng 3n cho anh này là amin nhá. Đốt cháy thu được CO2 bằng 0,2. Nitơ bằng 0,05. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ 0,05 x 2 thì bằng 0,1. Vậy số mol cháy bằng 0,1. Vậy mình đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,2 chia 0,1. Thầy giải khá chậm đấy, bằng 2. Vậy này sẽ là C2H7N. Đáp án đúng của chúng ta đáp án A. Rất tốt, khá nhiều bạn comment rất đúng đáp án, chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu 58. Mình sang câu tiếp theo, câu 58 nào. Bộ dụng cụ chiết được mô tả như hình vẽ bên, dùng để. Úi dồi ôi, câu này là câu của kiến thức lớp. Lớp này là lớp 11. Nhưng mà thầy biết rằng là rất rất nhiều bạn sẽ không nhớ được phần kiến thức này. Thầy tự tin là như vậy luôn, nên các em phải nhanh tay vào, không là sẽ bị tụt lùi so với các bạn. Học thầy Minh chất lắm. Nào, tiếp tục nha. 58 đáp án gì nào? 58 theo các em nghĩ đáp án gì? Tâm Lê C, Phương Dung A, Đặng Công Danh C. Đấy, thấy không? Đây hai chất lỏng đúng không? Hai chất rắn là vứt. Chất lỏng, chất rắn vứt. Hai này có tan tốt với nhau không? Không đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án C. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án C. Em đã bước được một chân vào cửa đại học. Mình sang câu tiếp theo, câu 59. Mình đi gần nửa quãng đường rồi các em ạ. 59, phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H cộng cộng OH trừ bằng 2O. Thế thì trong phương trình ion thu gọn ấy thì nó tất cả đều phải tan hết, không có thằng nào kết tủa. Vậy ở đây mình chú ý này, thằng BIS4 kết tủa này thì nó phải còn ở trong phương trình ion thu gọn, vậy C không phải. Được chưa? Thằng COH hai lần là kết tủa này, vậy nó phải còn trong phương trình ion thu gọn, vậy không phải. Thằng HCO3 là chất điện đi yếu, chất điện đi yếu nó phải còn bên trong phương trình ion thu gọn, mà đây là nó vẫn không còn, vậy lại loại nốt A. Đáp án đúng chúng ta đáp án B, bỏ. Được chưa? Sang câu 59.
59 thì lại chờ đợi cho các em comment à. Các em ơi, các em comment nhiều lên, các em comment mạnh mẽ lên xem nào. Xem là những đáp án nào đúng. Chính xác, thầy dạy rất là chất. Em nhìn thấy không? Chúng ta mới live stream được khoảng một tầm chưa đầy 30 phút mà mình được 20 câu. Thầy không có chém gió một tẹo nào, chúng ta chỉ có học thôi. Bởi vì đối với các em 2K1 bây giờ thời gian là quan trọng nhất. Và chỉ có thời gian là quan trọng thôi. Và chúng ta phải học được thật nhiều trong cái quãng thời gian mà thầy live stream. Chăm chỉ học vào chúng ta mới khủng được. Câu 60, thầy vẫn đang chờ đợi đáp án câu 60. Thu Vân 60A, Thu Vân comment rất nhanh, rất tốt. Mạnh Hùng B, đấy mỗi bạn một khác rồi này. Maruko Chan, chào em, chào tất cả các bạn và các em. Diệu An Huyền 60A, chúng ta xem nhé. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thì monosaccharide thu được là glu. Hydro hóa glu là cộng H2 thì mình thu được sorbitol. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 60. A. 61. 61 nhiều bạn bị lừa lắm các em ạ. Cực kỳ nhiều bạn bị lừa luôn. Câu 61 kể cả giáo viên cũng sẽ bị lừa. Đấy là chính là lý do mà tại sao chốc nữa thầy livestream xong thầy sẽ ẩn lại video livestream này. Nên là các em nhanh tay cùng thầy xem lại video livestream lên trên trang cá nhân. Tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream này đi, không là thầy ẩn đấy. Những câu này giáo viên sai chuyện bình thường. 61 nào. 61. Các em học thì các em biết thôi, sẽ nhiều thầy cô sẽ bị sai. 61 và thầy muốn là thầy là người livestream đầu tiên, thầy dạy cho em đầu tiên để các em không bị nhầm lẫn với những kiến thức sai lầm đó. Để các em học giỏi hơn. Cá con 61G, Đặng Công Danh 61G. Anh Dung 61G, chúng ta cùng chú ý nha. Ăn mòn hóa học và từ này là chỉ ăn mòn hóa học là electron trực tiếp chuyển cho môi trường đồng cộng sắt 3 để tạo thành đồng 2 cộng sắt 2. Ăn mòn hóa học do xảy ra phản ứng sắt tráng thiếc là có sắt và thiếc trong không khí ẩm ăn mòn điện hóa rồi vớt kẽm và H24 loãng thì đáng nhiên nó là hóa học nhưng nhỏ vài giọt COS4 thì lại là có cặp kẽm đồng. Vậy lại ăn mòn điện hóa rồi vớt đồng đinh sắt CuFe trong cốc nước muối lại loại tiếp ăn mòn điện hóa. Vậy là loại hết chỉ có mỗi anh này, anh A là ăn mòn hóa học. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa các em? Mình tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 62. 350 bạn đang theo dõi, thấy thầy chữa chất không? Nên là chú ý là follow đặt xem trước thầy từ nay. Nhớ like, share tất cả những tút của thầy. Bởi vì Facebook bây giờ rất là đặc biệt, nó chỉ ưu tiên cho những người nào tương tác nhiều với nhau thôi. Các em biết những kiến thức của thầy share em luôn luôn là tốc độ nhất và nhanh nhất và chuẩn nhất. Hơn nữa là thầy còn chưa thèm nhắc đến việc là lớp 12 có rất nhiều phần chương trình giảm tải cơ. Nên các em cần phải chú ý theo dõi thầy thật sát sao để mà có điểm thi thật cao cho đợt tới. Uầy, 61G mới là đáp án đúng. Chúng ta sang câu 62 nào. Câu 62 hay lắm. 62 cá con C, Đặng Công Danh C. Câu 62 nào. Bao nhiêu ST mạch thở. Chúng ta cần lưu ý Trần Thị Ngọc Duyên tốt. Tráng bạc. Tráng bạc thì mình có hai thằng là HCOOR phải và có chó cơ. Đúng chưa? HCOOR phải và có chó. Vậy chúng ta cùng xem nhá. HCOOR phải thì đầu này sẽ là HCOO. Anh này chỉ còn là C3H5. Vậy ở đây mình có anh này HCOO này, C này, nối đôi C này. C là một anh nhá. HCOO này, C gạch C này, gạch C là anh thứ hai nhá. Đúng chưa? Ta còn một anh đó là HCOO này, C nối đôi C, gạch C là anh thứ ba. 1 2 3 rất nhiều bạn tô 3 nhưng mà bạn vẫn chết vì quên mất thủy phân thì có chó đây anh này thủy phân này. Ba anh này thủy phân thì đều sinh ra HCOONA thì đều trắng bạc. Mà quên mất là thủy phân nó có chó thì còn một anh nữa. Đây là anh CH3COO C nối đôi C. Anh này anh số 4. Khi anh này thủy phân ra thì ta thu được thằng này này là thu được CH3CHO. Vậy tổng cộng mình phải thu được 4 anh có trắng bạc cơ. Nên các em cần lưu ý nha. 4 anh trắng bạc. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Tối chắc do các em xe ít nên nó tối. Mình sang câu 63 nào các em. 63 thì thấy vừa nãy câu 62 khá nhiều bạn comment sai và rất nhiều bạn comment đúng. Các em cần chú ý nhá. Đề lừa lắm, đề lừa cực kỳ nhiều luôn. Xe lại về tường, tác tất cả các bạn vào trong video live stream này để cùng học, để cùng giỏi, để không bị đứa bạn nó chửi là mày bị thần kinh nhà khi giải được những phương pháp kinh dị của thầy Minh Mielin. Ok, sang câu 63. Số chất tan được trong dịch NaOH, số chất tan được trong dung dịch NaOH 60B3. Cá con B, Thu Vân B, Hà Phương B, Phương Dung B.
Nhi Lê C, chúng ta xem nhá. Tan trong dịch AH này, chú ý này, để tan ra AH thì anh này là anh oxit acid được, sắt không, CrH 3 lần hydroxit tương tính được, chrome không nhá. Chrome không tan trong AH nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B, hai anh thôi. Lưu ý. Mình sang câu tiếp theo, câu 64. Cho các polymer, số polymer tổng hợp là, mình còn 16 câu nữa thôi các em. Cho các polymer, số polymer tổng hợp. Polymer tổng hợp là loại polymer thiên nhiên, loại thằng này thiên nhiên, thằng này thiên nhiên loại. Loại thứ hai là loại bọn. Loại thứ hai là loại bọn bán tổng hợp. Cellulose bán tổng hợp. Vậy tổng hợp là polyvinyl chlorua này, caproamid này, polystyrene này, nylon 6,6 này. Vậy mình có 1 2 3 4 anh. Đúng chưa? Vậy mình có 4 anh và đáp án đúng mình là đáp án D các em ạ. 64 đáp án đúng phải là đáp án D. Giờ mình sang câu 65, tính toán thử thách một chút. Tính toán thử thách một chút. Thầy vẫn đọc tên 3 bạn comment đầu tiên đáp án của câu 65. Thầy vẫn đang chờ đợi những đáp án đầu tiên của câu 65. 65 đáp án gì nào? Đặc biệt, cực kỳ đặc biệt cho các em là sáng ngày mai thôi, thầy sẽ up cho chúng ta file giải chi tiết ở trên trang cá nhân của thầy. Các em chú ý nhá, nhớ đặt follow, nhớ đặt xem trước thầy. Bởi vì sáng mai thôi thầy sẽ, ngay lập tức sáng mai thôi thầy sẽ share cho chúng ta file giải chi tiết. 64 rồi, 65 cơ, thầy đang chờ đợi 65 cơ. 65 chưa bạn nào comment được 65 luôn. 65 đáp án gì? Mình xem nhá. Dung dịch X gồm HCO3 và Na2CO3. X này gồm này HCO3 này và CO32 trừ này. Y này gồm này H2SO4 này và HCl này, nhỏ từ 100ml Y, để số mol Y bằng 0,1 và 0,1. Vậy Y chúng ta là H cộng, số mol H cộng chúng ta là bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,1. Chúng ta chú ý nha, 0,1 nhân 2 cộng 0,1 thì bằng 0,3. Nhỏ từ từ vào dung dịch hỗn hợp gồm HCO3 trừ và CO32 trừ, số mol là 200ml, dung dịch X là 0,2 nhân với 1 thì bằng 0,1, sorry 0,2, 0,2 nhân 1 mà, 0,2 nhân 1 thì bằng 0,2. Vậy dạng bài tập này là dạng bài tập H cộng nhỏ từ từ vào CO3 2 trừ. Các em non thì hóa giải bài này nhá. Thì có đầu tiên này, H cộng từ từ vào. Vậy H cộng do có cụm từ nên H cộng sẽ tác dụng với CO3 2 trừ trước để tạo thành HCO3 trừ. Vậy mình có số mol H cộng bằng 0,3, số mol CO3 2 trừ bằng 0,2, số mol HCO3 trừ bằng 0,2. Vậy mình có là CO3 2 trừ hết, còn H cộng dư. Vậy CO3 2 trừ hết là 0,2 mol, H cộng dư sẽ là còn 0,3, trừ đi 0,2 thì còn 0,1. Chúng ta lưu ý là HCO3 trừ trước còn có 0,2, 0,2 cộng 0,2 thì tổng là bằng 0,4. Ăn với H cộng là 0,1, vậy tạo thành CO2 chúng ta là bằng, tính theo H cộng là 0,1 mol. Vậy mình tìm được thể tích bằng 0,1 x 2,4 thì bằng 2,24 lít. Vậy loại đáp án B gọi đáp án A. Được chưa? 2,24 lít nhá, số mol CO2 nhá, lưu lại nhá. Tiếp tục thầy bài bảo là thu được kết tủa mà vào dung dịch E. Vậy dung dịch E của thầy là sau phản ứng thì nó gồm những thằng nào? Chắc chắn có HCO3 trừ dư 0,4 và phản ứng có 0,1, vậy còn 0,3. CO3 2 trừ hết rồi, đúng chưa? Vậy thì còn gì? SO4 2 trừ được bảo toàn đây, 0,1. CL trừ thầy vẫn được bảo toàn, nhưng CL trừ chẳng ảnh hưởng, 0,1. Đớp nhau với BaOH 2 lần tới dư, dư nhá. Vậy thì có này, SO4 với Ba thì tạo thành BaSO4, nhìn luôn đã, 0,1. HCO3 trừ với OH trừ thì tạo thành CO3 2 trừ, CO3 2 trừ cộng Ba 2 cộng thì tạo thành Ba CO3. Xe nhiều rồi các em ạ. Bảo toàn carbon anh này bằng 0,3. Vậy nên đây mình tìm được khối lượng luôn, mình tìm được khối lượng luôn đấy. Các em phải tương tác thể thật nhiều vào thì các em mới là bài khủng được. Nhiều bài khủng lắm. 0,1 x 233 cộng với 0,3 x 197 bằng 82,4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Không biết có nhiều bạn chọn C không? Thầy nhìn thấy có khá nhiều bạn. 3 bạn trả lời đúng của chúng ta câu 65. Đáp án C là cá con Phạm Trung Ánh Thu Vân. Ok, mình sang câu 366. Nhớ xe về tường nha. Những cách giải này cực kỳ kinh và kiểu gì cũng có trong các đề thi học kỳ 1 của các em. Chắc chắn có luôn. 66 cá con Thu Vân Đinh Tiến Lợi. Chúng ta cùng xem nhá, 66 đáp án gì. Câu 66 hay lắm, câu 66 hay cực luôn. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm 3 triglycerid. 3 triglycerid với anh này sẽ là CXHIO6. Số mol là 0,06 nha. Cần vừa đủ oxy là 4,77. Thu được CO2,
Số mol câu này cực kỳ chất luôn. Số mol CO2 chưa biết, số mol H2O bằng 3,14. Các em chú ý thức kỹ nha, chia 18. 3,14. À 3,14 mol rồi. Thế giờ các em nhìn này, đầu tiên này thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Thầy có này, tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế trái bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế phải, mình có 0,06 nhân Dũng Tiến Trần. Bây giờ thầy mới nhìn đấy, thầy mải giải quá. Nhân 6 này. Thầy cho vào đây khó nhìn quá nhỉ. Đây đây đây. Máy tính đây. Đây, em nhìn nhá, nó thầy bấm này. Bảo toàn oxy này, 0,06 này, nhân với 6 này. Cộng với này, 4,77 nhân với 2 này. Cộng với trừ đi đúng không? Trừ đi 3,14 nhân với 1 bằng được bao nhiêu chia cho 2, đó là số mol CO2 3,31. 3,31 mol CO2. Thế 3,31 mol CO2 này thì được những cái gì? Thì em lưu ý nha, thầy được những cái vấn đề sau này. Thứ nhất, thầy tìm được, thầy luôn luôn có một điều, đó là NCO2 trừ đi N nước chia cho N cháy thì bằng K cộng 1, K trừ 1. Vậy đây mình có NCO2 trừ N nước là 3,31 trừ đi 3,14 bằng chia cho 0,06 thầy bấm lại xem nào. 4,77 nhân 2 cộng với 0,06 nhân 6 trừ đi 3,14 bằng chia 2 bằng 3,38 thì ghi 3,31. Chuẩn chưa? 3,38 trừ đi 3,14 bằng chia cho 0,06 bằng 4. Vậy K trừ 1 bằng 4. Vậy suy ra K bằng 5. K bằng 5 nha các em nha. Ok. 4,77 rồi. Thầy ra rồi, thầy chỉnh lại rồi. Vậy ở đây có K bằng 5. K bằng 5 thì gồm có gì? Các em lưu ý này, K bằng 5 thầy có 5pi. Trong này mình đã có 3pi COO rồi. Vậy chỉ còn 2pi CC thôi. Được chưa? 2pi CC này sẽ đóng vai trò tác dụng hydro để tạo thành một chất gì đó, đúng không? Chất này chất Y. Nhưng là chất Y1. Thầy có này, khối lượng của bọn này thầy bảo toàn khối lượng được nhé. Thầy tìm khối lượng anh này luôn này. 3,14 nhân 18 cộng với 3,38 nhân 44 trừ đi 4,77 nhân 32 bằng 52,6. 52,6. Số mol hydro của thầy ở đây có 2PCC. Vậy nó sẽ ăn 2 hydro. Số mol ở đây đang là 0,06 thì sẽ bằng 0,12. Vậy thầy bảo toàn cái khối lượng tiếp thì tìm được khối lượng Y1 bằng 52,6 cộng 0,12 nhân 2. Được chưa? 52,6 cộng với 0,12 nhân 2 bằng 52,84. Vậy khối lượng của Y1 đến 52,84. Tiếp tục này, nhìn kỹ nhá. Mặt khác hydro hóa hoàn toàn 78,9 gam X. 78,9 gam X cộng hydro thì thu được hỗn hợp Y2. Hai phần này không bằng nhau. Nhưng mà thầy tìm được Y2 luôn thì chính bằng bao nhiêu? 52,6 chia cho 78,9 đúng không? Thầy luôn có một điều này. 52,6 phần 78,9 thì bằng 52,84 chia Y2. Vậy thì bấm máy tính để tìm được Y2 luôn. 52,6 chia 78,9 bằng 52,84 chia N bằng 79,26. 79,26. Được chưa? Y2 bằng 79,26 này. Tác dụng với KOH vừa đủ. KOH vừa đủ thì thu được glycerol và muối C gly cộng với muối. Thế mình nghĩ anh bảo toàn. Vậy thì tìm được số mol của trong 79,26 này đã. Đúng chưa? Thế mình có anh này là 0,06 mol mà 52,6. Vậy mình có 52,6 chia cho 78,9 bằng, được chưa? 0,06 chia N bằng 0,09. Vậy 78,9 là 0,09 mol. Suy ra Y2 là 0,09 mol. Thằng này ăn 3 KOH thì bằng 0,27. Ra glycerol, số mol gly bằng số mol chất béo là bằng 0,09. Được chưa? Đến đây thầy bảo toàn khối lượng nữa là xong. Bảo toàn khối lượng thầy được 79,26 cộng với 0,27 nhân 56 thì bằng 0,09 nhân với 92 cộng với m muối. Đến đây bấm máy tính là ra m muối luôn các em ạ.
79,26 cộng với 0,27 nhân với 56 trừ đi 0,09 nhân với lại 92 bằng 86,1. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Những bạn nào comment đáp án A là những bạn đúng. Đấy, và chúng ta đã xong một cái câu số 66, câu khá là hay. Bây giờ sai những câu này cực kỳ kinh điển. Chúng ta cảm nhận thấy độ khó của nó. Chúng ta cảm nhận thấy độ khó của nó. Mình sang câu 67 nhá. Sang câu 67, STX có công thức phân tử C6H10O4 sao phong hóa hoàn toàn X thu được NaOH biết Y. Chúng ta chú ý này, tác dụng màu xanh lam C6H10O4 là nó thuộc công thức là CnH2n-2O4 rồi. Suy ra là no hai chức và hở. Vậy đến đây thì được. R này, CO R ancol là R OOC OOC. Chúng ta lưu ý này, nung nóng Z được hỗn hợp chất rắn và thu được CH4, vậy là Z này đi qua vôi tối sút NaOH CaO thì thu được CH4. Điều này tương đương với Z của thầy là CH3COONa. Các em chú ý nha, lưu lại đấy, lưu lại về tường. 67, quên mất, vừa nãy chưa đọc tên những bạn nào mà comment đúng. 67, Khánh Ngân cá con B rồi, Nguyễn Thanh Tùng xe lại về tường nhá. Thu Vân, rất tốt. CH3COONa, vậy đầu này sẽ có một thằng là CH3. Anh này còn lại là R phẩy, vậy thầy sẽ được R cộng với R phẩy thì bằng 6 carbon, 1, 2, 3. Vậy là còn 6 trừ 3 bằng 3. Chúng ta lưu ý vậy mình sẽ có 0 cộng với, sorry, đầu này không thể không được mà là 1 cộng với 2 và 2 cộng với 1. Rất tiếc thằng 2 cộng 1 loại, do đầu này là CH3 và CH3 trùng nhau nên 2 cộng 1 loại. Vậy mình chỉ còn 1 cộng 2 thôi. Được chưa? Và mình còn một cái thằng nữa, đó là gì? 3 cộng 0. Được chưa? Lưu ý nha. Thế bây giờ mình có này, 1 cộng 2 thì thằng sản phẩm 1 cộng 2 này, nếu mà nó là 1 cộng 2 này, OOCCH3 này, OOCCH3 thì không thỏa mãn ancol có khả năng tác dụng với CO hai lần nên loại nốt 1 cộng 2. Vậy chỉ còn 3 cộng 0. Đấy chưa? 3 cộng 0 thì thầy có sản phẩm OOCCH3 này, C này, OOC này, H này và một thằng C ở đây. Được chưa? Thứ hai là thầy còn một khả năng thứ hai là COOCH, COOC, CH3 và C. Vậy là X có hai công thức cấu tạo phù hợp đúng. Y có mạch carbon phân nhánh, thằng Y đây, tách ra. Làm gì có khả năng phân nhánh đâu. Vậy sai là B. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, tráng bạc được. Z không làm mất màu dung dịch nước brom, nung nóng Z. Đây Z chắc chắn không làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy đáp án sai là đáp án B, các em lưu ý chưa? Đấy, xe lại về tường, học thầy nó kinh điển lắm. Sang câu 68 nào. 68, các em comment đáp án đúng là bây giờ thầy mới dừng lại thầy đọc. 68, nhiều bạn bảo đề dễ, không dễ đâu. 68B, Thu Vân 68B. 68B, 66. Thầy chưa bao giờ giải sai bao giờ các em ạ. Các em phải xem lại nhá. 66 đáp án A đúng rồi. 66 đáp án A. Được chưa? 68 nào, 68 bạn Đinh Tiến Lợi, 68B cá con B, Dương Lanh B, Phúc Mỹ B, chúng ta xem câu 68 nhá. Sinh ra chất khí nung nóng, anh này thì thu được CuO cộng NO2 cộng oxy. Thằng này Fn mới là dương 2 thôi, với H24 đặc nóng. 68. Wow. Rất nhiều bạn comment Phúc Ngân B, Nguyễn Mỹ Hảo B, chúng ta cùng xem nhá. Do đặc nóng dư chắc chắn khi nó sinh là khí SO2 và sắt dương 3. Được, 1 2 rồi. CO2 và CaO là lần dư, do CaO là lần dư nên chỉ tạo thành CaCO3 thôi. Loại KHSO4 vào NaHCO3 mình có H cộng cộng với lại HCO3 trừ để tạo thành CO2 bay lên. Vậy được tiếp. Đây thì mình có này, sắt 2 cộng này, cộng NO3 trừ này, cộng H cộng này. Phản ứng này là sắt 2 cộng, cộng NO3 trừ, cộng H cộng thì lên thành sắt 3 cộng, cộng NO, cộng H2O. Vậy có khí tiếp này. Vậy được tiếp này. Sắt vào H4 loãng này sinh ra khí hydro này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Được chưa? Vậy thì có tận 5 phản ứng để sinh ra khí. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án B. Rất rất nhiều bạn comment đúng, rất tốt. Các em thấy không, có khá nhiều bạn đi học kiến thức lệch chuẩn nên là không biết thầy là giải đúng hay sai.
Thế nên là các em giúp thầy xe lại bề tường, tát tất cả các bạn, các em coi như làm ơn đối với tất cả các bạn để các bạn biết đến thầy nhiều hơn. Chỉ khi biết đến thầy nhiều hơn thì các em học cũng hơn thôi. Sang câu 69 mình mới livestream được có 38 phút thôi mà mình làm đến câu tận câu 69 rồi các em ạ. Các em thấy kinh điển chưa? Học thầy Minh cực kỳ chất. Thầy đọc tên ba bạn comment đầu tiên nhá. Nguyễn Thu Vân này, Nguyễn Thị Diễm Ni này, Đức Cu Tu này, Phúc Ngân này. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là xem nào. Sục CO2 tới dư dịch NaAlO2 thu được kết quả trắng. Đúng, ALH 3 lần, rất chuẩn luôn. Nhỏ BaC3 vào K24 thu được kết quả trắng. Đúng, mình có Ba2 cộng cộng SO42 trừ để tạo thành BaSO4 kết quả trắng. Đúng tiếp. Dung dịch Na2CO3 làm mềm nước cứng toàn phần. Đúng tiếp. Thạch cao nung là CaSO4 ngậm một lần nữa, bó bột khi gãy xương. Đúng tiếp. Nó làm khuôn đúc nữa. Liti nhôm siêu nhẹ. Đúng. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy mình có tổng cộng là 5 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Mình sang câu 70. Một câu phần kiến thức lớp 11. Câu 70 phần kiến thức lớp 11. Bạn cá con là bạn comment đáp án C đầu tiên. Mình xem nào. Xem đúng không nào. Các em nhớ nha. Sáng mai đúng 6 giờ sáng thầy sẽ buổi sáng mai đúng 6 giờ sáng thầy sẽ up file giải chi tiết lên cho các em. Bây giờ để làm cái đó. Sáng mai 6 giờ sáng thì up file giải chi tiết. Comment thật nhiều đáp án vào cho thầy xem này. Xem hôm nay có được 1k xe không? Chúng ta sẽ thử xem hôm nay có được 1k xe không. Nếu được 1k xe thì thầy sẽ thực hiện livestream liên tục cho tất cả các bạn và các em. Các em nhớ xe về tường và tát tất cả các bạn của em vào trong video livestream của thầy. Thầy nhắc lại, thầy Minh Merlin luôn luôn hướng dẫn cho các em những cái gì chất nhất, những cái gì khủng nhất để cho các em mang bộ môn hóa đến gần cho các em hơn. Minh Merlin mà, tên nói lên tất cả. Các em biết tổ chất của thầy từ xưa này rồi. Câu 70 đốt cháy hoàn toàn M-gam hydrocarbon mạch hở. Mình phải tinh ý một chút. Anh này là 28 này, nhỏ MX này, nhỏ 56 này. Mình tinh ý nhá. 28 là C2H4 này, 56 là C4H8 này. Đấy. Thì thu được CO2 này. Mình tìm được số mol CO2 bằng 5,28 chia cho 44 này, bằng 0,12 này. 0,12 này. Được chưa? Phản ứng tối đa này, thằng X này thì lại cộng tối đa với brom này. Số mol brom thì bằng 19,2. Chiêu này giải của thầy cực kỳ kinh dị. 19,2 chia 160 bằng 0,12 mol. 0,12 mol. Các em nhìn nhá. Mặt khác mình có này, số mol brom chính bằng số mol liên tiếp pi, đúng không? Đúng chưa? Vậy thầy lập bảng nhá. Thầy lập bảng cho các em nhìn. Bảng, cái này thầy phải lập bảng mới giải được. Bảng của thầy gồm có này. Đầu tiên này là số pi. Số pi này. Đầu tiên thì sẽ là số carbon. Đầu tiên thì sẽ là số pi đi. 1 2 3 4 thế thôi. Tiếp theo thì đến số mol của chất X. Số mol brom bằng số mol pi 0,12, 1 pi thì số mol X bằng 0,12, 2 pi số mol X bằng 0,12 chia 2 thì bằng 0,06, 3pi thì 0,12 chia 3 bằng 0,04, 4pi thì bằng 0,03. Được chưa? Đến đây mình suy ra số nguyên tử carbon này, 0,12 chia 0,21, 1pi mà có 1 nguyên tử carbon loại. Số nguyên tử carbon 0,12 chia 0,06 bằng 2, 2pi mà có 2 carbon, vậy đây này. Đúng chưa? Nhưng mà anh này là C2H2 nhỏ 28, loại tiếp. Tiếp tục nhé, 3pi 0,12 chia cho 0,04 thì bằng 3, đúng không? Vậy là C3. C3 mà 3pi thì mình có là nào? C3 mà 3pi 1, 2. Đây này, đây là 1, 2pi này. Đúng chưa? Vậy là mình còn thêm 1pi nữa đúng không? Đấy gì? Anh này là C3, H mấy đấy? H này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hóa trị mất rồi, loại tiếp. Thế là C4, 0,12 chia cho 0,3, vậy là có 4 carbon. 4 carbon và 4 pi thì mình có C nối 3 C gạch C nối 3 C. Anh này là C4H4. C4H4 mình xem phân tử khối nha. 12 x 4 cộng 4 bằng 52. 52 nhỏ hơn 28, lớn hơn 56. Vậy đáp án đúng của chúng ta là anh này là C4H4 này. Vậy thì tìm được số mol của nó là bằng 0,03 này. Thì có 0,03 x 52 1,5. 0,03. Anh này 12 x 4 cộng với C4H2, sorry các em. C4H2
C42 12 nhân 4 cộng với 2 bằng nhân với lại 50 mà nhân với lại 0,03 bằng 1,5. 1,5 là đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Đây ở trên luôn nha thầy nhé. 70 cũng chất, 70 cũng cực chất luôn, 70 cũng kinh. 71 mình mới đi được, mình còn 10 câu nữa thôi các em, mình còn 10 câu nữa thôi. 70 này dẫn từ từ khí CO2, các em chú ý nhá. Các em chú ý này, đầu tiên thầy để ý điểm này trước. Đầu tiên này có là CO2 này chui vào trong Ba hóa 2 lần thì thầy thu được, đây là kết tủa cực đại, mình chỉ thu được BaCO3 thôi. Thầy tìm được số mol kết tủa là bằng A cộng B. Đây số mol CO2, sorry, A cộng B chia 2,4. Số mol kết tủa là 4m/197. Do đây là kết tủa cực đại nên là bao nhiêu CO2 kết tủa hết, vậy thầy được 4m/197 bằng A cộng B chia 2,4. Được chưa? Tiếp tục nha, cái thứ hai này các em nhìn kỹ này. Thầy để ý đến cái anh thứ hai, 3m với A này. Thấy được này. CO2 này cộng với lại Ba hóa 2 lần này thì tạo thành này BaCO3 và BaHCO3 2 lần. Được chưa? Sorry, và BaOH 2 lần. BaOH 2 lần. Bởi vì đây mé này mà, mé này thì chỉ có BaOH 2 lần và BaCO3 thôi. Đấy, em chú ý nhá. Một ông thầy mà không ngại gió bão để live stream cùng học sinh rất là kinh điển. Mình có nhá. Tiếp tục này, số mol CO2 ở đây bằng A chia 2,4. Mà số mol kết tủa ở đây thì bằng 3m chia 197. Vậy hoàn toàn đây thì có bảo toàn carbon thì toàn bộ CO2 chui ở đây, và mình có là 3m/197 bằng A chia 2,4. Kết hợp hai anh này thì thầy suy ra được A bằng 2,4 nhân 3 thì bằng 60. 2,4 nhân 3, 2,4 nhân 3 bằng 67,2 m chia cho 197. Và B của thầy thì bằng 4m trừ đi 109 trừ đi 3m còn m. Vậy là m/197. Đến đây thầy đã tìm được AB. Được chưa? Tiếp tục nha. Cái cuối cùng. Chốt hạ. 2m. Đây cái cuối cùng này. Vậy thì được cái cuối cùng là CO2. CO2 vào BaOH 2 lần thì thu được BaCO3 và BaHCO3. Số mol của BaCO3 thì bằng 2m/197. Số mol của BaHCO3 chưa biết, số mol CO2 biết rồi bằng A cộng với 3,36 chia 22,4. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được gì? Đầu tiên thì bảo toàn bari, số mol bari thầy đây này, bằng 4m/197. Đúng chưa? Vậy anh này bằng 4m/197. Vậy anh này bằng 4m/197. Vậy bảo toàn bari thì 4m/197 trừ 2m/197 bằng 2m/197. Đến đây thầy bảo toàn carbon. Thầy được A cộng với 3,36 chia cho 22,4 thì bằng 2m/197. 2m/197 cộng với 2m/197 nhân 2 bằng 4m/197. Thấy chưa? Vậy bây giờ thầy thế A vào thôi. A bằng 67,2m chia 197. 67,2m/197 cộng với 3,36 chia cho 22,4 thì bằng 6m/197. Thấy chưa? Đến đây các em bấm máy tính giúp thầy xem m bằng bao nhiêu. Được chưa? Dĩ nhiên khó lắm. Nào bấm máy tính thôi. Nào cùng thầy bấm máy tính này. Bấm nốt cái máy tính này là xong. À, thế mà thôi các em ạ. Dĩ nhiên có chứ. À, m của thầy bằng 9,85. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? 72 hơi rắc rối tí, các em xem về tường. Xong rồi lúc nào bình tĩnh lại nhìn mới hiểu được. Câu 72 nào.
Câu 72. Ơ. 72. Nào, nhiều bạn bỏ sai. Thu Vân về nhà làm lại thử xem nhá em nhá. Thầy giải chuẩn lắm. Nhiều bạn giải sai thôi. 71IC. 9,85. Mình tiếp tục nhá, sang câu 72 nào. Các em giúp thầy xem lại về tường này, thầy hy sinh bão để mà thầy đi với các em. Thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi đến tận cuối con đường. 72, bạn cá con 72A. Uầy. Nóng quá. 72. 72 nào, câu 72 là gì? Bây giờ mới chưa đến 10 rưỡi mà mình đã đến được câu 72 rồi. Đức Cu Tu 72C, Nguyễn Thị Mỹ Hảo 72C, mình xem nhá. Số phát biểu đúng là mổ cá dùng giấm ăn để giảm mùi tanh. Đúng. Dầu thực vật, dầu nhất, bôi trơn máy đều thành phần chính chất béo, sai. Dầu thực vật mới chất béo thôi. Dầu nhất bôi trơn là hydrocarbon. Cao su. Cao su sau đi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Chính xác. Trứng muối. Ngâm trứng vào NaCl bão hòa xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Chính xác. Thành phần chính của bông nõn là cellulose. Chính xác. Giảm đau nhức bị kiến đốt có thể bôi tôi và vết đốt. Chính xác. Vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5. 5, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Dễ không? Thầy nghĩ là câu 73 này thầy nên để lại. Tí nữa thầy giải xong nhá. Tí nữa thầy giải xong. Thầy giải mấy câu dễ dễ cho các em đấy. Nhá, 73 thì để lại, tí nữa thầy giải xong. Tẹo nữa thầy giải, ở ngay bên dưới thôi. Thầy giải mấy câu dễ dễ bên này cho các em làm ạ. Thầy sẽ có giải câu 76 lý thuyết nữa cho các em. Ấy, sao mở này. Tự nhiên bị mờ. Được rồi. Ok, thầy giải câu 76 đấy nhá. 74 này, để tẹo nữa này. 75 để tẹo nữa, thầy giải mấy câu lý thuyết cho các em nhìn đã. Thầy sẽ giải chúng ta câu 76 và câu 77 đã. Thầy giải chúng ta hai câu 76, câu 77. Nhiều bạn bắt đầu buồn ngủ rồi. Thầy giải câu 76 trước. 76 rất là hay. Tí nữa thầy quất tiền phân, chắc chắn lắm. Tẹo nữa thầy giải hết, full. 76. Tiến hành thí nghiệm điều chế tin acetat theo các bước sau đây. Cho anh này vào, nhỏ vài giọt 24 đặc, ok. Lắc đều đúng cách thủy, ok. Làm lạnh, rót 2ml bão hòa ống nghiệm. H24 câu nào sau đây là sai? H24 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa tăng hiệu suất sản phẩm. Chính xác. Không chọn được nhá. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm. Sai. Thêm NaCl bão hòa vào để làm gì em biết không? Nhiều người không biết đâu. Chắc chắn nhiều người không biết. Để làm gì? Tăng khối lượng riêng của nước và đẩy anh etin acetat, đẩy etin acetat nổi lên. Đấy, vậy là tránh phân hủy sản phẩm là sai, vậy đáp án sai đáp án B. Sau ống nghiệm vẫn còn CH5OH và CH3COH đúng, bởi vì đây là phản ứng phản ứng ST hóa nên chắc chắn còn. Chất lỏng phân tách hai lớp đúng, bởi vì etin acetat chúng ta không tan trong nước. Được chưa? Vậy sai là B. 77 một câu lý thuyết nữa. Nào, hóa tan hoàn toàn hai chất amin Xy có số mol bằng nhau và nước thu được dung dịch Z. Nha. Tiến hành thí nghiệm bây giờ thầy thẳng. Đầu tiên này, A này. NaCl và FeCl2 1 đi. Vào NaOH dư thì thu được kết tủa FeOH 2 lần. 1 mol. Được chưa? Thí nghiệm 2 cho NH3 dư vào thì vẫn chỉ thu được kết tủa FeOH 2 lần. Vẫn 1, hai này bằng nhau, vậy loại A. Được chưa? Tương tự nếu mà như vậy thì FeCl2 và FeCl3 cũng loại, vì mình thu được cả hai kết tủa là FeCl FeOH 3 lần và FeOH 2 lần, loại tiếp. Vậy mình chỉ còn hai này thôi. Được chưa? Mình thử nhá. Mình thử này, các em nhìn này. AlOH 3 lần này. AlNO3 3 lần và FeNO3 2 lần trước vào NaOH dư thì không có kết tủa nhôm, loại, chỉ tạo đến kết tủa FeOH 2 lần thôi. Thằng này 1, vậy số mol kết tủa 1. Được chưa? Nếu là NH3 dư thì thu được hai kết tủa AlOH 3 lần và FeOH 2 lần, thỏa mãn rồi. Giờ cho AgNO3 dư. Đấy. AgNO3 dư thì sao?
Nhôm cũng tạo phản ứng bạc cộng. Sắt 2 cộng có phản ứng bạc cộng không? Sắt 2 cộng có, để sinh ra bạc, đúng không? Sắt 2 cộng lại sinh ra bạc 1 mol. Được chưa? Được chưa? Các em nhìn thấy chưa? Nhưng mình chú ý này, thằng này 1, số mol bạc bằng 108. Xét khối lượng này nhá, thằng này đã 78 rồi này. Thằng này bằng 56 cộng với 17 nhân 2 bằng 56 cộng 17 nhân 2 bằng 90. 78 cộng 90 lớn hơn 108. Vậy loại đáp án B. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em ạ. Nhiều bạn sai câu này lắm. Nhiều bạn cực kỳ sai câu này. Bây giờ thầy quay lên, thầy giải mấy câu thầy để lại đã. 74 nào. À, giải 75 trước. Giải 75 trước nhá. 75. Hoàn toàn mờ các hỗn hợp gồm 75. Bây giờ thầy sẽ cho các em một chiêu cực kỳ kinh điển. K2O này, bari này, BaO này, trong đó oxy chiếm 10% này, khối lượng của oxy này bằng 10% này về khối lượng của X này, vào nước này thì thu được dung dịch Y này. Dung dịch Y của thầy gồm NaOH này, KOH này và BaOH 2 lần này. Đây là dung dịch Y này, khí hydro này, số mol là 0,015 này. Được chưa? Trộn Y với hỗn hợp gồm HCl, số mol bằng 0,32 nhân 0,2 bằng 0,04. HNO3 0,3 nhân với 0,2 bằng 0,06 thì thu được pH bằng 13. Suy ra pOH bằng 1. Suy ra nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 1. Suy ra số mol OH trừ dư bằng 10 mũ trừ 1 nhân 0,5 bằng 0,05. Vậy bản chất của phản ứng này, Y cộng với lại hỗn hợp này là OH trừ. OH trừ đớp nhau với H cộng. Số mol cộng bằng 0,06 cộng 0,04 bằng 0,1. Được chưa? Đây là ban đầu. Đây là phản ứng. Đây là sau. Được chưa? H cộng chúng ta hết. Đây là 0,1. Anh này là 0,1. Mà OH trừ dư 0,05. Vậy điều này OH trừ ban đầu 0,05 cộng 0,1 bằng 0,15. Được chưa? OH trừ bằng 0,15. Đấy, đây một cái. Vậy thì có này, một dữ kiện, hai dữ kiện, ba dữ kiện. Mà đây có 1, 2, 3, 4 ẩn. 4 ẩn mà 3 dữ kiện thì thầy được quyền loại bỏ 1 ẩn. Đấy chưa? Gạch thằng nào cũng được. Rồi, đây thì gạch K2O. Em thích gạch thằng nào cũng được, nên thì gạch K2O nhé. Vậy thì sẽ có hệ này. Hệ phương trình này, ra hydro này, A này. Một thằng natri thì sinh ra 0,5 hydro. Một thằng bari thì sinh ra 1 hydro. Vậy thì có 0,5A cộng với lại C thì bằng 0,015. Được chưa? Phương trình thứ hai, anh này là A này, KH biến mất rồi, vớt. Anh là C cộng D này. Vậy thì có số mol OH trừ A cộng với gì nhỉ? 2C cộng với 2D thì bằng số mol OH trừ bằng 0,15. Được chưa? Tiếp tục nha. Cuối cùng, phần trăm oxy D 16 D chia cho natri là 23A cộng với bari là 137C cộng với 137 cộng 16 bằng 153. D thì bằng bao nhiêu nhỉ? 10%, 0,1. Đây là hệ phương trình. Bấm máy tính giải hệ ta tìm được A, C, D. Xem nào. Ô, không bạn nào comment đáp án nữa. Đuối thế. 1, 3, xem nhá. 0,5 bằng 1 bằng 0 bằng 0,015 bằng 1 bằng 2 bằng 2 bằng 0,15 bằng, ôi anh này khó quá, 23 bằng 137 bằng 153 trừ đi 1,6 bằng 0 bằng A bằng
0,2448, C bằng âm 0,107, D bằng 0,06. Đề bài hỏi giá trị của M, vậy thầy thay A bằng 0,2448, C bằng âm 0,107, D bằng 0,06. Vậy thầy tìm được khối lượng 0,2448 nhân 23 cộng với âm 0,107 nhân 137 cộng với 153 nhân 0,06 bằng. Sao số mol của thầy nó lại thế này nhỉ? Em đợi thầy tẹo nhé. 0,2153 nhân 0,06, C bằng âm 0,07 nhân 137, 0,0448 nhân 23. Thế thì chắc là thầy bấm nhầm hệ rồi. Thầy đang bấm nhầm hệ các em. Đợi thầy xíu, thầy bấm lại hệ. 0,5 bằng này, 1 bằng này, 0 bằng này, 0,015 bằng này, 1 bằng này, 2 bằng này, 2 bằng này, 0,15 bằng này, 23 này, 23 bằng này, 137 bằng này, 153 trừ đi 16 chia cho 0,1 là 160. Chẳng bắt nào nhắc thầy bằng 0 bằng. Rồi, A của thầy phải bằng 0, chỗ này sai. A bằng 0,036, B bằng âm 3 nhân 10 mũ trừ 3, D bằng, đây là C bằng, D bằng 0,06, giờ mới đúng. Vậy đây thầy nhân nhầm. 0,036 nhân với 23 cộng với 3 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với 137 cộng với 0,06 nhân với 153 bằng 9,597. Vậy đáp án đúng chúng ta là 9,6. Ok. Thầy vào bấm hỏi lâu rồi không bấm nên đuối. Sang câu 74 nha. 74 này. Hỗn hợp T gồm 3 te x, y, z, mạch hở mx nhỏ hơn my nhỏ hơn mz. 3 te x, y, z nhỏ hơn. Khối lượng hội này bằng 48,28. Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaOH. Số mol bằng 0,47. 0,47 thu được một muối duy nhất của axit carboxylic đơn chức, vậy là RCOONa nhé. Thầy bảo toàn luôn, anh này 0,47 thì anh này 0,47 này. Và hỗn hợp Q gồm các anconno Q này, anconno mạch hở có dòng súng carbon, vậy thầy đặt là CnH2nO, 2n cộng 2 OX. Anh này đốt cháy thì thu được CO2 và H2O. Số mol CO2 bằng 13,44 mà 0,6. Số mol nước bằng 14,4 chia cho 18 bằng 14,4 chia 18 bằng 0,8. Vậy do nhá, anh này no này, mình có này 0,8 trừ 0,6 bằng 0,2. Vậy nên mình tìm được số nguyên tử carbon bằng C3H8OX. Tiếp tục này, thầy tìm được X này. X của thầy thì bằng này 0,47 chia 0,2 thì bằng 2,35. Vậy thầy suy ra được là C3H8 2,35. Được chưa các em? Thế ngay tức đến đây thầy bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng nhá. Thầy được này, 48,28 cộng với 0,47 nhân 40 thì bằng 0,47 nhân với R cộng với 67 cộng với số mol này 0,2 nhân với C3H8O 2,35. 12 nhân 3 cộng 8 cộng với 16 nhân 2,35 bằng 81,6. Đến đây thì tìm được R bằng 48,28 này cộng với 0,47 nhân 40 này trừ đi 0,2 nhân với 81,6 này bằng này, được bao nhiêu chia cho 0,47 này, rồi trừ đi 67 này bằng 41. Sử dụng chiêu kinh điển này chia cho 14 thì bằng 2,92. Vậy thì nghĩ ngay đến C3 H2.
H. 41 trừ đi 12 nhân 3 thì bằng CPH 5. Vậy có anh này là CPH 5 COONA. Kênh chưa? X nhọn Y nhọn Z nhé. Vậy chắc chắn của thầy là ba anh này sẽ là, ba anh này sẽ là đâu nhỉ? C3H 8 OO C C3H 5 một cháu này. C3H 8 OO C C3H 5 hai lần này. Thực ra cái thằng này là phải là C3H bỏ đi 1 thì C3H 7. Bỏ đi 3 là C2H 3 6. Bỏ đi 3 là C3H 5 OO C C3H 5 tất cả 3 lần. Tế bào ở phần trong nguyên tố hydro nhá. Bài tập A B C. Thấy có này. Thế vị trình đầu tiên thì phân với NaOH thì thầy được là anh này là một chức này, A này, anh này hai chức này, vậy là cộng 2B này. Anh này ba chức vậy là cộng 3C này thì bằng 0.47. Thấy chưa? Phương trình thứ hai, phương trình khối lượng. Ui bấm mỏi tay quá. 12 nhân 3 cộng 7 cộng với cụm này là bằng 44 này cộng với 12 nhân 3 cộng với 5 này bằng này 128. A cộng với 12 nhân 3 cộng 6 cộng với cả cụm này là 44 cộng 12 nhân 3 cộng 5 đóng ngoặc đơn nhân 2 bằng 212. Cộng với cụm dưới 44 nhân 3 mà phải trừ đi 1 nữa thì bằng 296. Thì bằng 48.28. Giờ phương trình cuối cùng là phương trình tổng số mol các em ạ. Tổng số mol đây 0.2 A cộng B cộng C bằng 0.2. Và xong. Bấm máy tính nào. 1 3. 1 bằng 2 bằng 3 bằng 0.47 bằng. Tiếp tục là 128 bằng 212 bằng 296 bằng 48.28 bằng 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0.2 bằng. Ố, sao lại mắc error? Thế nhầm rồi. 123 0.47 đúng rồi. 128 212 296 48.28 rồi. 111 0.2. Ơ thế nó bị trùng nhau à? Thế thầy thiếu ở đâu, thầy sai ở đâu nhỉ? Mà muối này ok này. Ancol bằng 0.2 đúng rồi. Phương trình này là ra NaOH này, AB3 bằng 0.47 này. Phương trình thứ hai là 128 này cộng với lại 212 này cộng 296 này, khả năng cao hai này trùng nhau. Dễ lắm. Là bằng 48.28. Tiếp tục là A cộng B cộng C bằng 0.2. Thầy vẫn dùng máy này. Ôi đau họng quá. Thầy này của thầy tự nhiên sao lại sai nhỉ? Các em ngó lại giúp thầy là tại sao tự nhiên nó lại sai. Cái này phải tìm ra được ABC mới đúng chứ. Đúng nhỉ? Câu 74 là phải tìm ra được ABC mới đúng. Đang giải tự nhiên lại bị sai. Mấy cái kèn này đầu độc quá. Đúng không? C3H6 đúng rồi. Mình cần tìm được B các em ạ. B xem nào. Khả năng cao hai phương trình này trùng nhau. Thầy có đây là khối lượng này. Phương trình thứ nhất khối lượng, phương trình thứ hai ra ancol, A cộng B cộng C. Phương trình thứ ba, thôi bây giờ phương trình thứ ba thầy đi bảo toàn carbon đi. Không đều là carbon rồi. Đều carbon như nhau rồi. Không làm ăn gì được. Ừ chắc là trùng phương. Thầy nghĩ là hai này trùng nhau. Hình như đúng rồi. 128 không. Không thể trùng nhau được. 212 bằng 106. 132 làm sao trùng nhau được nhỉ? Thầy đang bấm lỗi ở đâu ấy? Kem bấm giúp thầy với. 3 này, 1 bằng 2 bằng 3 bằng 0.47 bằng này, 128 bằng này, 212 bằng này, 296 bằng này, 48.28 bằng này, 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0.2 bằng. Vẫn lỗi. Ơ, 3 cái này không thể lỗi được. 3 cái này chắc chắn là không thể lỗi được. Đúng không em? 3 cái này thì không thể lỗi được rồi. Thì lỗi đâu nhỉ? Chắc chắn là ba cái này không thể lỗi được.
đúng không? Dài đến đây rồi mà còn không ra được. À, chỉ hỏi phần trăm hydro á, phần trăm khối lượng nguyên tố. À ừ nhỉ, đề bài hỏi phần trăm khối lượng nguyên tố hydro đấy, các em thấy không? Thầy sống cùng với các em. Ừ rồi, ok, thank you. Trong y thế xong rồi gì nữa? 6 cộng với 5 nhân 2, 5 là 10, 10 cộng 6 là 16, chia phân tử khối này là 212. Thank you, bạn nào bảo thầy đấy, bạn nào bảo thầy đấy, ok. Cảm ơn Tiến Dũng Tiến, cảm ơn Tiến Dũng Tiến. 16 chia cho, ui dồi ôi, già nó lẫn đấy, 16 chia cho 212 bằng 7,5. 16 chia 212 chỉ hỏi phần trăm hydro các em ạ. 7,547 dê. Thank you. Sang câu tiếp nhá. Thầy đang thích câu 80 lắm. Thầy giải câu 80 nhá. Thầy đang cực kỳ thích câu 80 các em ạ. Thầy giải câu 80 cho các em nhìn nhá. Dễ rồi. 80 dễ dã man luôn. Giải theo ý thích tí. 80 này. Đề bài cho nó ra này. X gồm này, 0,1 này, 0,1 này. Muối của axit carboxylic hai chức. Đây là bài muối amoni cực kỳ hay. Không 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 tính là được số mol của từng chất em ạ. Thầy già rồi đúng không? 80 này, tác dụng hoàn toàn cao ngắt này, một ancol đơn chức này, hai amin nói kế tiếp đồng đẳng này, hai amin cao dung dịch T này. T này, ba muối khan này, cùng số nguyên tử carbon trong phân tử này. Hai muối này, muối mà ăn phải amino axit này. Vậy từ đó này, thầy tìm được này. Một thằng muối của thầy này. Lưu ý nhá, bài này khó lắm, ở trên lớp có thể cô cũng chữa đâu. CH3 này, NH3 này, OOC này, COO này, NH NH3 này, C2H5 này. Thằng thứ hai nhá. CH3 này, COO này, NH3 này, CH2 này, COO này, CH3 này. Được chưa? Thằng này 0,1, thằng này 0,15. Được chưa? Đúng là muối của axit carboxylic hai chức đâu. Đây nhá. Hai chức này. Được chưa? Em nhìn thấy chưa? Tiếp tục này. Một ancol đơn chức này. Ancol đơn chức này. Hai amin no kế tiếp này. Đây mình thùng được một ancol đơn chức đây. Đâu rồi? Đây. Một ancol đơn chức và hai amin no kế tiếp. Đấy. Cô cạn T. Vậy thầy thu được muối này. Muối này này, KOOC cho tác dụng với KOH mà. COOK để một muối này. Muối này thì bằng KOOC COOK này. Đúng chưa? À sorry các em. Chỗ này thì nhìn nhầm. Anh này ở bên trên này có 1 2 3 4 5 C5 nhưng H này 6 này cộng 3 này là bằng 9 9 5 14 C5 H 14 này. Thằng này phải 0,15. Thằng này 0,1. Vậy anh này là bằng 0,15 này. Muối thứ hai các em nhìn nhá. CH3CO nữa. COK này, số mol là 0,1 này. Đúng không? Và cuối cùng là thằng nào? Cuối cùng em nhìn thằng này. Thằng này muối đúng không? Đúng chưa? Là gì? H2N này. CH2 này. COK này. Số mol 0,1 nữa, xong. Dễ hơn. Phần trăm muối có phân tử khối, muối có phân tử khối lớn nhất. Anh này nhỉ? 39 này cộng với này 44 này nhân 2 này, anh này chắc chắn muối phân tử khối lớn nhất rồi. Nhân với 0,15 này bằng này 24,9 này. Khối lượng này 15 này cộng với lại 44 này cộng với lại 39 này bằng này 98 này. Anh này bằng 9,8 này. Anh này glyca là 75 trừ 1 cộng 39 bằng nhân 0,1 bằng 1,3 này. Mình có 24,9 chia cho bằng bằng đơn 9,8 cộng với 24,9 cộng với 11,3 bằng 54,13%. 54,13 đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Kinh điển chưa? Điện phân chịu theo ý thích của bọn em. Điện phân. Điện phân nha. Điện phân nha. Dung dịch X của thầy chứa. Dung dịch X của thầy chứa. Sẵn sàng chưa? Ừ, máy của thầy nó gà. 73 điện phân này.
dung dịch X của thầy chứa Cu NO3 2 lần 3A KCl amon K tốt là đồng 12,8 thì thầy tìm được khối lượng của đồng bằng 0,2 mol dẫn đến số mol trao đổi thì bằng 0,4 mol thì dùng điện phân đúng không? Thu được dung dịch Y đúng không? Vậy A nốt của thầy chắc chắn có clo A chia 2. Nghi ngờ có oxy bởi vì gì? Bởi vì đồng còn dư nên là chắc chắn oxy sẽ là 0,4 trừ đi A chia 2 nhân 2 bằng A chia 4. Được chưa? Vậy đến đây thầy từ số mol này ra oxy này, vậy thầy có này sự điện phân của nước tạo thành O2 cộng 4H cộng đúng không? Anh này là nhận thêm 4E 2 nước. Thầy có số mol của oxy bằng 0,4 trừ A chia 4. Vậy thì tìm được số mol H cộng. Đúng nhỉ? 0,4 này E trao đổi này trừ A này chia 4 này. Đúng không? Vậy thì số mol oxy 0,4 trừ A chia 4 thì số mol H cộng của thầy bằng 0,4 trừ A. Thế số mol H cộng sinh ra trong dung dịch nhá. Số mol H cộng sinh ra trong dung dịch nhá. Thế thì tiếp tục này. Vậy dung dịch Y của thầy gồm gì? Y của thầy gồm Cu2 cộng dư là 3A trừ đi 0,2, K cộng là A, Cl trừ hết rồi, NO3 trừ là 6A, và sinh ra thêm H cộng là 0,4 trừ A. Bây giờ cho sắt vào. Số mol sắt là 22,4 gam. Số mol sắt bằng 2,4 chia 56 bằng 0,4 mol. Được chưa? Thì phản ứng hội này thì nó tạo thành NO sản phẩm duy nhất này cộng với đồng này 16 gam hỗn hợp kim loại này là gồm mỗi đồng và sắt này 16 gam, vậy chắc chắn sắt hết đúng không? Cộng nước. Đúng chưa? Đấy, em cần lưu ý vậy. Thế bây giờ mình tìm được số mol NO đấy. Phải có này H cộng này cộng với lại NO3 trừ này thì nhận lên lại với 3E này thì tạo thành NO đúng không? Thầy có số mol H cộng bằng 0,4 trừ A, số mol NO3 trừ bằng 6A, chắc chắn tính theo H cộng. Vậy số mol E trao đổi bằng 0,4 nhân 3. Từ từ cộng nước đã. Số mol nước ở đây là bằng anh này là 3 trừ đi 1 thì còn 2 đi 4H cộng. Vậy là 0,4 trừ A nhân 1 chia 4, vậy là còn 0,1 trừ đi A chia cho 4 thì bằng 0,25A. Vậy số mol E trao đổi ở đây sẽ bằng là 0,1 nhân 3 bằng 0,3 trừ 0,75A. Vậy số mol NO bằng 0,1 trừ 0,25A. Số mol nước tính theo bằng 0,2 trừ 0,5A. Được chưa? Vậy suy ra một điều thú vị như sau. Suy ra một điều cực kỳ thú vị như sau. Đó là ngay lập tức mình có K cộng còn lại dung dịch sau phản ứng. K cộng này, amon này, đúng không? NO3 trừ này, NO3 trừ này, NO3 trừ chúng ta bị phản ứng hết từ đây đúng không? Mà đây 6A. Vậy ta được là 6A trừ đi, đây này, 0,1 trừ đi 0,25A. Được chưa? Cuối cùng chỗ này là còn gì? Chỗ này chúng ta là còn H cộng hết đúng không? Thế là ta còn anh gì? Sắt 2 cộng biến thành. Mình đi bảo toàn điện tích là xong. A này, 6A này trừ đi 0,1 này trừ đi 0,25A này. Được chưa? Được chưa? Trừ đi A được bao nhiêu chia cho A? Đấy nhá. Cuối cùng thầy gợi ý này, em bảo toàn khối lượng là em tìm được A bằng 0,08. Mấy câu cuối thầy gợi ý thôi. A bằng 0,08 đáp án đúng đáp án gì? Bảo toàn khối lượng nhé. Bảo toàn khối lượng. Đến giờ đi ngủ rồi. Thầy gợi ý nốt câu 73 này. Sau đó thầy gợi ý nốt cho chúng ta câu 78 và câu 79 nữa. Chúng ta đi ngủ là vừa. 78 nhá. Em cùng quan sát này. 78 này.
thầy dùng phương pháp dồn chất nhá. XY là acid carboxylic đơn chức này, IST3 chức này, mạch hở này, glycerol này, 23.06 này, số mol X bằng 8 lần số mol T này, 200 này, F 2 muối này, 1/3 này. Mấy câu này thầy hướng dẫn cho chúng ta, xong sáng mai thầy gửi cho chúng ta cái file giải chi tiết nhá. 78 nhá, thầy sử dụng dồn chất này thì thầy quy về được. Thầy quy về được. Là số mol COO thì bằng 0.4. Số mol Na thì bằng 0.2. Carbon thì bằng 0.2 và hydro thì bằng 0.6. Phương pháp này rất hay. Từ đó thì suy ra được số mol HCOO Na bằng 0.3. C2H3COO Na thì bằng 0.1. Được chưa? Sau đó là sáng mai theo dõi cái phần mà giải chi tiết của thầy thì ta chọn đáp án C bằng 26. Cuối cùng câu 79 cũng là một câu khá là hay, nhưng cũng để sáng mai nhá, các em sẽ được xem cái bài giải chi tiết của thầy. Thầy gõ thì cũng khá là muộn, 11 giờ rồi. Chúng ta tạm đi ngủ. Đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Các em nhớ sáng mai theo dõi cái bài giải chi tiết của thầy ở đúng 6 giờ sáng mai nhá. Bye bye, chúc các em ngủ ngon. Thầy cũng mệt đau họng quá. Còn hai câu nữa sáng mai thì ra post link giải chi tiết nhá. Bye bye, chào tạm biệt.